sau nhiều mùa giải gắn bó, hợp đồng giữa Nguyễn Hải Huy và câu lạc bộ Hải Phòng đang dần đến hồi kết. Cùng với sự kết thúc của V League 2023, thời điểm hợp đồng này cũng đang cận kề. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là dù mùa giải sắp khép lại, hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận về việc gia hạn hợp đồng và có nhiều khả năng rằng Nguyễn Hải Huy sẽ tìm kiếm một bến đỗ mới cho sự nghiệp của mình. Theo các thông tin từ câu lạc bộ Hải Phòng, họ đang rất kỳ vọng vào việc giữ lại Nguyễn Hải Huy trong mùa giải tiếp theo. Đã từ kỳ chuyển nhượng mùa trước, câu lạc bộ này đã thể hiện ý định mua sắm Nguyễn Hải Huy để gia tăng sức mạnh cho đội hình. Tuy nhiên, vấn đề thỏa thuận vẫn chưa được giải quyết do hai bên chưa thống nhất được các điều khoản. Trong mùa giải gần đây, Hải Huy đã nhận được sự gọi của huấn luyện viên Chusier và được triệu tập vào đội tuyển Việt Nam trong đợt hội quân tháng 6. Trước khi chấm dứt mùa giải, anh còn tập trung cho hai trận đấu cuối cùng cùng câu lạc bộ Hải Phòng. Đội bóng này sẽ phải đối đầu với Incheon United, Hàn Quốc, trong vòng playoff tranh vé dự vòng bảng AFC Champions League năm 2023-24 vào ngày 22 tháng 8. Sau đó, họ sẽ kết thúc chặng đường V-League 2023 bằng cuộc chạm trán với câu lạc bộ Bình Định. Liên đoàn bóng đá Việt Nam vừa công bố thời gian mở cửa thị trường chuyển nhượng trước mùa giải mới từ ngày 1 tháng 9 đến 4 tháng 11 năm 2023. Dự kiến V-League năm 2023-24 sẽ khởi tranh vào ngày 20 tháng 10. Khoảng thời gian này sẽ giúp các đội bóng có thời gian chuẩn bị cho mùa giải mới, từ việc xây dựng lối chơi đến việc hoàn thiện đội hình. Với câu lạc bộ Hải Phòng, tiến giữa vẫn còn là một thách thức huấn luyện viên phạm minh đức đã từng nhận xét rằng hàng tiền vệ của đội vẫn chưa đạt được sự ổn định cần thiết trong những trận đấu gần đây các cầu thủ như hoàng văn toản hay nguyễn trọng long vẫn còn thiếu sự hiệu quả trong việc kết nối giữa hàng tiền vệ và hàng công